Nhiều người cho rằng cá anh vũ xưa kia được dùng để cung tiến vua và đem lại nhiều may mắn, nên nó là loài cá được các đại gia Việt rất ưa thích, sẵn sàng chi trả hàng chục triệu đồng để sở hữu. Cá anh vũ là loài sống ở vùng nước sâu và thường trốn trong hang đá nên rất khó bắt. Thông thường vào mùa lạnh, cá ra khỏi hang kiếm ăn nên người dân tranh thủ lặn xuống đáy sông để dùng lưới vây bắt. Con này là khoảng bao nhiêu cân anh? 2 cân. 2 cân à? Nguồn thức ăn chủ yếu của cá anh vũ là rêu bám đá. Cá sống ở vùng nước sạch, thường xuyên ở trong hang sâu nơi nước chảy xiết nên rất chậm lớn. Để đạt được trọng lượng từ 4 đến 8 kg, cá anh vũ phải có tuổi thọ từ 10 đến 15 năm. Hiện tại, nguồn hàng cá anh vũ rất khan hiếm và nhập về rất khó khăn. Một số chủ cửa hàng chuyên nhập cá anh vũ từ Tây Nguyên về Hà Nội cho biết, để có thể đưa được cá sống ra đến Hà Nội bằng ô tô trên quãng đường 1.200 km, phải lựa chọn cá rất kỹ càng và trong lúc vận chuyển phải thường xuyên dừng xe cho cá nghỉ theo dõi. Mỗi lần như vậy chỉ vận chuyển được khoảng 20 con. Vì vậy, giá cá anh vũ sống được bán tại các cửa hàng ở Hà Nội cũng khá cao, khoảng 2,5 đến 3,5 triệu đồng 1 kg, tùy theo cân nặng và chủng loại. Tuy giá cao như vậy nhưng cá anh vũ vẫn được rất nhiều người lựa chọn để làm quà biếu trong dịp Tết sắp tới.